chú đang mời hai đô trần đấy đang thêm. Trời ơi, thế tao để đen xì này Tại con đang mặc đồ ngủ với chú Bằng ơi. à? Thế à? Ừ thôi cũng được, lần Dạ sau con chào cả nhà và con chào cái chú Hùng Lân khùng khùng á. rồi. Ủa chú Hùng Lân bộ bển, chú Hùng Lân bị cô đơn lắm hả? Sao không ai chơi chú Hùng Lân đúng không? Sao chú Hùng Lân tối ngày cứ rủ người này người kia vô nhà chú không chi vậy? Hả? Vô nhà chú để làm gì? Để chú phiền ta hoài hả? Cái bạn Trung Vũ á, tối ngày là bị chú phiền rồi bây giờ chú rủ đủ thứ người làm sao vậy? Ơi cái mặt già rồi còn không biết mắc cỡ nữa, tối ngày đi đuối con nít hoài luôn á. Người lớn nói chuyện thì không nghe đâu, thấy ghét. Tiếp tục. Nhưng mà chú Hùng Lân hổn lắm đó nha, chú Hùng Lân không biết bao nhiêu tuổi mà chú Hùng Lân hổn ghê, dạy hoài mà không có nghe. Muốn con giả vô mặt chú Hùng Lân thấy mẹ chú Hùng Lân không? Tiếp. Dạ, có biết sao không? Con nói chút xíu với là tại vì chú Hùng Lân thấy ghét quá à. Lúc nào cũng hồi nãy chửi chửi tầm bậy tầm bạ hoài luôn á mà không ai thèm chửi lại á. Con giả thấy mẹ chú Hùng Lân nha, con xuống đi chút. Rồi, đấy, thấy Hùng Lân lên bức xúc. Rồi. Lần sau lên là vui vẻ xong rồi lên nhá. Dạ Túi om om nữa. Khu bé nào trêu chú Hùng Lân, đã Rất nói cho Hùng Lân lịch Hùng sự đúng Phạm không? rồi, Gọi là chú Hùng gọi Lân nọ kia, chú Hùng Lân, là chú Hùng Phạm. Giác Sơn Bùi biết này, cuộc đời nhá nó chỉ có hai nghề thôi, mưa đất nước tự do dân chủ, cuộc đời nó chỉ có hai nghề thôi, một là làm thuê mà hai là làm chủ. Tại sao chúng mày không chọn làm chủ mà chúng mày cứ chọn làm thuê? Hiểu không? Ở Việt Nam là người ta chọn làm chủ, người ta có tiền. Hiểu không? Tao này. Hiểu không? Tao bỏ hết cả đảng viên, cả chính quyền, tao ra ngoài tao làm này. Tao lại có tiền. Hiểu không? Tao là đảng viên mà trong bộ máy công quyền thì chỉ có ăn lương thế thôi. Hiểu không? Thế nói cho chúng mày nghe rằng, hiểu không? Quay đầu là bờ, hiểu không? Đừng có chống phá, hiểu không? Chúng mày cứ gọi là ăn cứt Mỹ nhiều quá thì đầu chúng mày nó Rồi, bị áo nào. anh cầm gửi gửi yêu cầu đi. Anh cầm sang đây gửi yêu cầu luôn đi, xong rồi khoa đây xuống em mời anh lên ạ. Và bác cầm bác gửi thì anh cứ cho em xuống luôn. Đấy. Nói để cho chúng mày hiểu về Việt Nam, nói để giới thiệu cho chúng mày biết về Việt Nam, mà tìm cách mà theo cái nghị định 36 mà chạy hai quốc tịch, nhỡ đến lúc thằng Trung nó đuổi thì còn có chỗ mà đi, hiểu không? Chứ đừng có lên đây mà chửi bới. Mày có tin rằng mày cầm cờ sau 5 phút mày gãy hết cả răng không? Hiểu không? Mày có biết cái thằng cũng cờ vàng cầm ở Hai Bà Trưng Hà Nội chỉ có sau 5 phút là coi như là mồm miệng coi như là máu ốc hết cả ra. Hà Nội có thằng cầm cờ vàng đấy, nó dân nó quánh cho coi như là sưng hết cả mồm cả Không, miệng. bây giờ khoan lên này, cơ bản là Vũ Trương Hồng Lân ấy, nghe 1 triệu đô la mắt mũi sáng ngời thì thôi mẹ thà chết cũng coi như cầm, trước khi chết cầm 1 triệu đô la cũng được đấy, nó khổ như thế đấy, nó chỗ đấy hiểu không, Vũ Sư chết Hùng cũng Lân cầm một, trước trước khi chết mình cầm trong tay 1 triệu đô la cũng được đấy, hy sinh tính mạng mà. đây là đang đi la liếm để lấy tiền, đã được giao rồi. Trong này có ba thằng là Giác Sơn Bùi Hùng Phạm Hùng Lân, là ngày nào cũng phải khách mẹ anh bằng có đến phát là ba thằng đấy nó phải vào, nó lấy tiền mà nó được giao nhận thêm mấy cái đồng bố thí. Và Không, bây giờ này xin lỗi để anh nói với Hùng Lân tí thì thôi, anh nói thật cho em, với cả cuộc đời mẹ chưa được cầm tiền nhiều. Thôi về đây thì nói chung là chết cả, trước khi chết cầm 1 triệu đô la nữa. Về đây cầm cờ bá que anh đưa 1 triệu đô la, cho nên anh khuyên em thế.
đúng không? Cuộc đời con người ta chết một lần mà thôi em, mà trước khi chết cầm 1 triệu đô la cũng được. Thế cầm để cơ cho bản phải là thỏa anh phải bắt bắt nó cầm từ sân bay đi về nhà thờ Đức Bà cho em. Em gì có chuyện nó ra nhà thờ Đức Bà đó, nó chui cái xó trong chỗ nào đấy nó không đứng cầm vậy. đâu, cầm đúng ở trước cửa bưu điện hoặc là Không, phố đi bộ phải Nguyễn Huệ được. cầm là phải cầm từ cửa sân bay, nó bước xuống sân bay là cầm cờ hoa que mà ra đến nhà thờ Đức Bà thì mới đưa nó 1 triệu, đưa hẳn cho nó 10 triệu luôn nhá. Nếu nó cầm được cái cờ hoa que mà từ lúc nó bước cửa xuống cửa khỏi Thôi cửa thôi máy thôi, bay đi ra đến nó. đừng phá giá 10 triệu đô la cao, đừng phá giá 1 triệu đô la là một số người có đưa 500 ngàn, mình đã đưa 1 triệu đô la rồi, quan lên đưa 10 triệu nữa, phá giá thôi 1 triệu trước khi chết cầm cầm 1 triệu đô la cũng được. Đấy, như như Vũ sư Hồng Lân thà chết thì cũng phải 1 triệu đô la cầm trong tay cũng sướng đúng không, chết coi như là cũng nhẹ, nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng. Bác cầm Đấy. Ok rồi anh. Đấy, rồi cháu rồi cầm ok lên đi. rồi Bác ok cầm rồi lập cho rồi xin nó nhận rồi. chắc. Rồi xin mời anh cầm. Chào anh. Bằng Nguyễn, hai mọi người, chào tất cả mọi người. Ok. Tôi xin giới thiệu, tôi là người dân tộc ở đang ở vùng Tây Bắc. Vâng. Thành ra tôi cũng tham khảo về mấy người đó, bây giờ nó con mấy con tụi nó bầu cho tôi lên làm chủ tịch, chủ tịch nước, chủ tịch gì đó tôi mới ta trả lời cho thằng này dắt sân bùi nha. Hồ sơ đang nằm trên bàn đó nè. Mày muốn đa đảng phải không, nhưng mà tao chưa ký, chừng nào tao ký mới được nghe không. Rồi giờ Hùng Lân Hùng Liếc giờ trời ơi, đám này mà bây giờ ngang nói chuyện với đầu đất mệt quá. Tao cũng tham khảo nước Mỹ nhiều lắm, tại vì tao ở Việt Nam mà, cho nên ra tao cũng có những cái hình ảnh mà Trời ơi, yes, sister đâu rồi nó. à, mệt quá tao chưa ký lấy cái gì làm mệt quá. Tao cho tụi bay coi cái xã hội của nước Mỹ nha. À, nhân quyền nhân quyền của Mỹ nha. Tất nhiên là bây giờ tôi nói cho mày nghe, một đám người đang giống như homeless, giống như người Việt Nam gọi là không nhà không cửa đó, ngủ ngoài đường. Ok, cho mày coi nha. Úi giời ơi, dân chủ dân quyền. Úi giời ơi. Tự do dân Đó chủ dân là quyền. những người không nhà không cửa, ngủ ngoài đường, Cảnh cảnh sát sát nó bắt. đi dọn dẹp. Mà bà nó nói 1 tiếng 2 tiếng không ngủ dậy, ta đang ngủ mà nó ngủ ở Việt Nam nó gọi là cái nốt ra cái gì, ta chung vô nó kéo lại Lúc để rồi kêu dậy đu má còng tay đu má tụi kia chưa láng quá kia ra còn chống cự à, bụp 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 rồi xong một mạng người. Mà đó là cái nhân quyền của Mỹ đó. Rồi mày nói còn nhiều lắm, đây nè, hai lon nước ngọt thôi, hai lon nước ngọt thôi mà đã trả giá rồi. rồi tiếp tục này, Rồi dân đáp chủ rồi này, nhân quyền này. cái này là bởi vì tao đâu mà tao ở Tây Bắc mà tao đâu có dám, tao đâu có dám ra đường đâu, rồi tao ớn tao sợ quá tao đâu có dám ra đường rồi. Mày thấy không? Rồi. Khoan khoan, cái này chạy qua rồi. Đây. Cái hàng Mỹ. Hai lon nước ngọt trả giá bằng 10 phát đạn. Còn nhiều lắm, nhiều lắm và nhiều lắm, kể không có hết.
còn đây đây xã hội của nước người Mỹ có nghĩa là người nghe nó nói là nước Mỹ không có chôm chĩa, không có ăn cắp, không có đấy. Để cho mày coi ở nước Mỹ hiện giờ đang một cơn bão đang hoành hành ở gì, hình như Louisiana phải không ta? Không phải, ở đâu tao cũng quên mẹ rồi, nhưng mà đây tao cho coi nè. Can see inside just a complete mess. People taking duffel bags and trash bags. Now that we're here running away from the camera, you can see people inside here, people with t-shirts over their heads coming out with bags of items. Cái này nói lên người ta đang bị bão lụt hoành hành ở một cái tiểu bang đó, những người dân họ vô ta hôi của thì là nó trộm cắp, nó vô nó dọn đồ ta sạch bách luôn. Những cái nhà nào mà coi như là có tiền có bạc hoặc là những cửa hàng có đồ ăn là Hùng Linh về đi, về cầm cờ đi. Cho nên vì cái đó đó, đó là cái nhân quyền. Với lại cái đấy, tao chỉ nói một cái điều như này, tao không chê nước Mỹ, nhưng ở nước Mỹ phải thủ thân, phải thủ thân, có nghĩa là phải biết, đừng có lạng hoạn, muốn tự sát dễ lắm. Ra ngoài á, mày ra mày gặp cái thằng cảnh sát cái Mỹ đó, mày giống như làm ở Việt Nam gì đó, mày lấy cái đưa điện thoại mày ra mày dí vô mặt mày đó, đụ má, mày dí mặt nó rồi chửi nó, phát gì đó, đụ rồi mày bảo đảm mày tự sát ngon lành, không cần phải uống thuốc gì trơn rồi. Tại vì thiệt mày, tao ở Tây Bắc, tao không có biết, nên vì đó là tao chỉ khoái ở cao nguyên đá Đồng Đăng, Đồng Văn gì đó, rồi tao đi Đà Lạt, Nha Trang, rồi chứ còn cái chuyện bởi vậy đó. Còn cái chuyện của Giác Sơn Bùi tao nói mày rồi, chuyện nào tao ký mới được, chuyện tao chưa ký chưa được nha. Rồi, được chưa? Vậy đó, tất cả mọi người dưới này thấy rõ ràng những cái đó còn nhiều lắm. Ở bên này, nghe tôi nghe nói đâu, bên Mỹ như có người chết, bị bắn nữa. Và cái câu trả lời, và câu cái trả lời của anh Sát là chỉ có một cái câu duy nhất thôi mà học hoài mà nó thuộc mẹ luôn rồi. Cảnh sát không làm gì sai, chỉ có nhiều thôi, một cái đủ mà nó bắn chết người rồi xong, nó họp báo xong cái cảnh sát không làm gì sai rồi xong, thế thôi, không chết cha chết mẹ luôn, đủ mà. Nhiều đủ chứng minh chưa, thiên đường gì, đúng không? Rồi sao hành nhất hả? Thôi rồi còn một gì đó, cái gì ngu lâu dốt bệt gì đó tao không biết, mà như tao đó, tao thì dốt thiệt rồi đó. Đâu rồi, Hùng Lân, Hùng Liết gì đó đâu. Tụi mấy thằng này thì nói làm con mẹ nữa, thuộc về dặn đầu đất mà. Chỉ yêu cầu là bỏ gạt ngoài tay, thấy nó không giống như là... thiệt là mà hàng thằng Quỷ Tân Bình nó mới nhắc tao mới nhớ. Thằng này nó qua Mỹ không biết bao nhiêu năm rồi, tao không biết. Nhưng mà như nó chỉ biết cái chữ Z, cái chữ No à. Không, mà có, nó chỉ biết hai từ rồi trời. Đúng rồi, chứ nó chỉ cần thế thôi. Nó là làm nghề sắt gái, cho nên chỉ cần Z, chữ No thôi chứ. Thì nhưng mà nó mười mấy năm rồi nhưng mà nó đâu thi được quốc tịch đâu, vì nó không biết tiếng Anh thì làm sao mà thi được quốc tịch Mỹ. Đồ vẫn là phải rồi ha, mười mấy năm học hai chữ học chưa xong nữa, trời thiệt tình, trời ơi. Này, nó hiện nay nó em vừa đưa cho nó một cái kèo, mà nó là cái kèo thơm quá, tức là bảo nó về Việt Nam thế nào, nó cầm cái cờ, cầm cờ ba que đứng trước cửa bưu điện thành phố Hồ Chí Minh trong vòng coi như là 5 phút thì em mất cho nó $1,000,000, mà bây giờ nó thấy cái kèo thơm thì, quá. Giờ tao bên cho mày coi hai clip rồi gì, một là cái hai của thôi của, hai là cảnh sát bắn người, cái đó là cái nhân quyền, thậm chí những người không nhà không cửa ăn xin nó cũng chơi luôn. Bây giờ mày cần thêm kêu bằng miễn cho mày lên mà trả lời mấy câu đó cho tao đi, mày có dám lên không? Lên thì mặt thôi, không lên. không không cho lên, không lấy cái... cho lên luôn hả? Vâng, không. Mày thuộc cái hạng người gì, thuộc là mạc hạng rồi, cho nên đây nó không cho lên luôn. Thôi xin lỗi. Trời ơi, nó thấy có $1,000,000 mà mắt nó sáng ngời lên rồi, bây giờ nó năn nỉ quá trời. Thuộc mạc hạng là đủ má, là thuộc là thằng là bằng biển mà nó từ chối luôn, thuộc về mà coi như là thuộc về hết xài. Nó cán tội như này ạ. Thứ nhất là cái hôm ấy, tức là nó chửi em ấy quá, em nói nó thôi, em nói rất nhẹ nhàng, sau đó nó xuống nó chửi Hồ Chủ tịch, sau đó nó mang cả cái clip của em về nhà nó không xin phép em gì cả, để nó phát trực tiếp lên để nó câu view câu like. Nó khùng mức độ. Vâng, tao cắt lời một chút xíu, tao cho nó coi hai cái clip rồi mà nó hỏi tao đưa bằng chứng nữa, trời ơi, đủ thằng này khùng thiệt mà. Nó đưa bằng chứng nó rồi thì nó hỏi bằng chứng nữa là sao? Mà mày muốn coi lại không? Có cái này nó tàn nhẫn hơn nữa nè.
người ta đã không có vũ khí, cảnh sát đè xuống, tao không biết là nó bị tội gì, nhưng khi cảnh sát đè xuống rồi, thằng đó nó không có vũ khí, nó nằm 3-4 thằng cảnh sát đạp lên, nó nằm rồi, mà thằng cảnh sát nhẫn tâm nó lấy rút súng á, là thằng kia nằm dưới đất, mà nó rút súng nó chỉ cho người kia nó bóp mấy phát đạn. Thí dụ nó đứng vậy mà nó chống cự nó đánh đập á, thì tao không có nói. Ừ. Úi rồi, rút súng rồi. Bùm. Thấy chưa? Thấy chưa? Thằng kia không có vũ khí, chỉ bận cái quần đùi với cái áo thun thôi. Ba thằng nó đè xuống, thì thấy đè xuống thì mẹ còng tay đi, không còng tay, lấy súng địa chỉ sát vô ngực bóp cò. Thấy dễ man không? Thuộc về tàn nhẫn chứ không phải là. Còn đó nói gì nữa không? Còn bằng chứng gì nữa không? Lên giải thích giùm cái đó coi. Đúng rồi. Rồi, xin chào Hoàng Hải Yến. Bằng chứng 3-4 cái rồi, còn muốn cái nữa không? Muốn coi Việt Nam không? Việt Nam luôn. Rồi có một cái đám tang Việt Nam là vợ khóc chết con đi mẹ luôn. Vợ không nói anh là một người trụ cột gia đình mà giờ nó bắn giá ổng rồi. Giờ một vợ 3-4 đứa con khóc thấy mẹ thấy cha luôn. Rồi làm gì đó. Ở đây cái sự cái mạng người nó rẻ đúng lắm, hay lo nó ngọt cũng chết. Cái gì đồ má mày không biết luật hoặc là mày lạng quạng cũng chết, tao đi nó lại hoài. Mày xạo đồ má tao không muốn chửi tục, nhưng mà thực tế thằng này phải chửi tục mới được. Mày xạo lồn đồ má thiệt, mày ra mà cảnh sát mày nó hỏi giấy tờ mày không là mày rời xuống dưới là đụng nước đáy mà nó chảy mẹ nó ra rồi. Mày đừng có tạc cà tàu lao, biết bao nhiêu bằng chứng tao đưa cho mày rồi nè. Nó giết người cỡ đó đó, mà nó giết người không có lý do, không có vũ khí, người ta đang ngủ ở ngoài đường, nó áp nó bố ráp nó chơi luôn thôi. Ở đây tất cả mọi người đều thấy mấy cái clip nó lên rồi đó, kể cả những người ở bên Mỹ luôn, trong này có thằng Danny nè, có Tư Tân Bình nè, có đủ thứ người đó, người ta sẽ xác nhận cái chuyện đó có không. Mà riêng cái chuyện một mình mày là đủ má. Tao chỉ thấy vậy thôi, tao không biết gì hết là sao. Đủ mà tào lao, đủ mấy thằng mày bị đúng đầu đất, không có biết một cái gì trên rồi. Chỉ cái lên nói cho nó sướng miệng, giống như cái thằng đùa cà lâm kia. Tao đặt lên là cà lâm luôn, mà tại mà thấy để ý mà coi cái thằng nhất thằng bụi nói lên cái cà riết, cái cà tới, cà ruộng má. Cái câu nói đó không là thấy, nói là cái con mẹ gì trời ơi, đủ khổ, còn dạy cho người ta làm kinh tế, chính trị nữa, ớn lạnh sống. Tao thấy nó là tấm quải luôn á. Đủ chưa? Bằng chứng gì đủ chưa? Hôi của nè, giết người nè, có chưa? Đủ chưa? Nhiều lắm, khổ. Có người Việt bị giết quan nữa. Muốn coi người gì giết quan không? Trời ơi, đủ. Rồi, anh Cầm ơi, thằng Bang Vũ nó bảo là có gì là anh cho nó cái like đấy. Bang Vũ. Ok. Ok thôi cái gì để thôi không gọi cho nó nữa thì để cho anh xuống đi, để cho người khác lên nói cho nó tiếp tục. Tư Tân Bình đâu, tiếp tục đi. Từ anh cứ nói đi, xem anh cứ nói ai xin lên thì ok, anh cứ nói đi. Thì em mời lên. Ê, nói thì đầu ở đây cái sự bạo lực. Cái gì con, tao bị cháu nó quậy. Đấy, ở nhà trông cháu hôm nay. Đúng là chủ tịch coi như đảng sợ vợ. Rồi. Xong có bạn nào lên đây. Rồi, xin mời chị, có Trần Siêu và Lợi Văn Nguyễn. Rồi, trông cháu nhá, chủ tịch nhá. Không có bà vợ bà về mà nói cằn nhằn đấy. Ok. Rồi, đưa anh về cầm xuống. Rồi. Xin mời coi như là lợi chờ nha, mời anh Trần Siêu lên đi.
Đồng thêm bên đồng chí Trần Siêu. Rồi, xin chào anh Siêu. À, xin chào anh Bằng và anh em trên diễn đàn của anh Bằng nhá. Tất cả mọi người, xin chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. À, tôi lên thì tôi chỉ nói với chị Hùng Phạm với Hùng Lân có một cái thế này. Việt Nam chúng tôi thì chưa sản xuất được con ốc vít, nhưng mà sản xuất được một cái mà trên thế giới này không sản xuất được, không nước nào sản xuất được. Đó là 94 triệu nhân dân Việt Nam chúng tôi là sản xuất ra cái lòng tự tôn dân tộc, có được cái độc lập, tự chủ, tự quyền mà trên thế giới này không nước nào sản xuất ra được. Mà sản xuất ra một cái loại rác thải như Hùng Lân với cả Hùng Phạm đó mà chúng tôi xuất khẩu sang bên Mỹ với bên Tây Âu, và một số cái loại rác thải mà chưa đủ trình độ để cấp sang loại bên châu Âu là như loại Việt Nam này, là chúng tôi đang cần phải dọn sạch cái loại rác thải như thế. Đấy, đây là cái thải rác mà chúng tôi thải ra. Nói cho mấy cái anh bao que là như thế. Đấy là Việt Nam chúng tôi sản xuất ra được cái như thế. Đấy là cái nhất. Còn cái vấn đề kinh tế thì anh Bằng anh nói ra thì mọi người hiểu rồi. Kinh tế Việt Nam chúng tôi không cần phải đa đảng đa nguyên, chúng tôi cũng phát triển kinh tế. Đấy, tôi nói cho người Việt Nam chúng tôi bây giờ ấy, nghèo thì nghèo nhưng đâu. Xin lỗi, hình như ở đây một số anh em Bang Vũ là một cái bạn mà bạn rất muốn tìm hiểu, cho nên các bạn nếu bạn nào kêu lộn Bang Vũ là bằng ơi là thằng ấy thì nói chung là mình mình đại diện cho các bạn, xin lỗi Bang Vũ. Rồi, Bang Vũ là bạn của bọn mình. Đây là tôi gọi là Hùng Phạm, Hùng mới cả Hùng Lân đây, mới nị một số anh bao que ở trong diễn đàn này. Thế còn người Việt Nam chúng tôi bây giờ ấy thì không phải no ăn, no uống, no chỗ ăn, chỗ ngủ như các anh ở bên Cali đâu. Nhà cửa chúng tôi dù nghèo cho nó thì người ta cũng có một cái nhà. Dù nghèo thì người ta cũng có độc lập, tự chủ, có một cái nhà. Tiền người ta làm ăn, ngoài cái tiền người ta đủ tiêu rồi, người ta có tiền để người ta đi du lịch, đi chơi. Nói có sách máy có chứng, tôi cũng muốn đi du lịch thế này. Nhìn này, xin cái visa nhá. Đấy, để đi du lịch nhá. Đấy, chúng tôi có thể sang Singapore. Không. Sang coi như là... Không, cái visa đấy của anh là passport. Passport chứ đâu phải visa. Đấy. Hộ chiếu đây này. Đấy, hộ chiếu, đúng rồi, passport. Chứ không phải visa, visa là khác. À, đây là passport. Còn sang Trung Quốc thì chúng tôi chỉ cần một cái giấy thông hành thôi. Không cần phải đi đâu cả. Không cần phải xin cái này. Nhưng cái này ra ngoài đại sứ quán chúng tôi chỉ đóng dấu một cái là chúng tôi đi. Đấy. Nói cho các anh biết nhá, người Việt Nam chúng tôi chỉ cần có nghĩa là để dành ra tiền để chúng tôi đi, có thể đi chơi du lịch chơi được. Đấy, chứ như các anh ấy ở bên ấy còn phải nói nhà ở này, nó hôm nát này suốt ngày đi rũa móng cho người ta để cái tiền về mua. Đấy, để mà sống thôi. Chứ các anh làm gì có tiền để mà đi chơi. Đấy, tôi nói 10 năm nữa thôi, người Việt Nam chúng tôi sẽ đi chơi khắp đất nước trên thế giới này. Chúng tôi có thể sang cả Mỹ chúng tôi chơi. Đấy. Chứ còn như cái gọi như các anh ấy, làm gì có tiền để mà đi chơi. Người Việt Nam bây giờ đi chơi nhiều lắm, đi du lịch rất nhiều. Lấy anh ấy nói là ra ngoài chỗ nào đấy để xem người ta xin visa nhiều lắm. Xin visa, thứ nhất là người Mỹ, người Việt ở bên Mỹ người ta xin visa để người ta về Việt Nam. Tại sao người ta đến Đại sứ quán Việt Nam xin visa để người về Việt Nam? Một là người ta về Việt Nam làm ăn, hai là người ta về Việt Nam người ta chơi rất là nhiều, rất là đông. Đấy, nói cho các anh biết đấy. Còn các anh không có khả năng về Việt Nam của chúng tôi để các anh chơi. Đấy, nói cho các anh biết đấy. Các anh cũng không có tiền để mà về Việt Nam chơi. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa, các anh giả sử các anh có mua được cái tấm vé về đây thì chưa chắc người Việt Nam chúng tôi cho các anh về. Đấy là cái chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi muốn cho ai về thì chúng tôi cho về. Chúng tôi không cho ai về là các anh không về được. Đấy, nói cho các anh biết thế. Còn người Việt Nam chúng tôi thoải mái, muốn làm gì thì làm. Dân Việt Nam chúng tôi thừa dân chủ, dân quyền rồi. Chúng tôi không cần đa đảng, đa nguyên, chúng tôi cũng có dân quyền. Đấy. Chúng tôi có nhân quyền, chúng tôi muốn ăn thì ăn, muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi. À, muốn nói gì thì nói. Thế bây giờ đòi hỏi chúng tôi, đòi hỏi với dân chủ, dân quyền gì nữa? Nào, kinh tế này thì chúng tôi một phát triển, thì chúng tôi đòi hỏi cái gì bây giờ nào? Các anh đòi hỏi cái gì nữa nào? Mà chúng tôi không cần các anh đòi hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi có thừa rồi thì cần gì phải để các anh đòi hỏi hộ chúng tôi. Đấy. Các anh hãy đòi hỏi cho chính bản thân các anh đi. Đấy. Đòi hỏi cho chính bản thân các anh đi. Làm sao các anh đòi hỏi là các anh có một cái nhà ở bên Mỹ,
mà các anh không được phải cần phải gì phải đóng thuế gì cả. Các anh để lại cho con cho cháu các anh được, đời con đời cháu các anh cũng vẫn có cái nhà đó các anh được, không phải mất thuế như chúng tôi ở Việt Nam đi. Chúng tôi chỉ cần các anh như thế thôi, ở bên Mỹ các anh đòi hỏi như vậy thôi, chúng tôi thôi. Nào, cái nhà tôi ở đây nha, 20 năm nay tôi chưa phải đóng thuế một đồng nào, tôi vẫn cái nhà của tôi. Đấy, con tôi sau này nó vẫn ở cái nhà của tôi, đời cháu tôi nó vẫn ở cái nhà của tôi, chẳng ai thì đòi được cái nhà của tôi đi cả. Đấy, thế coi chúng tôi có hơn các anh chưa? Đấy, tôi chỉ nói thế một cái đơn giản thế thôi. Đấy, chưa nói gì cả. Đấy. Còn đúng ở Việt Nam chúng tôi thì nói đúng ra so với nước Mỹ thì chúng tôi còn nghèo, chứ chúng tôi không nói là chúng tôi giàu như nước Mỹ được. Nói chung là Việt Nam với nước Mỹ thì chúng tôi nghèo hơn, nước Việt Nam chúng tôi nghèo hơn. Nhưng mà riêng cái ba que của các anh ấy thì tôi thấy các anh toàn đi lừa đảo. Người Việt Nam ở bên Mỹ tôi công nhận là người ta có làm công việc gì chứ đỡ như người ta chịu khó làm ăn, người ta vẫn đủ ăn và người ta có tiền gửi về giúp đỡ những người khó khăn. Đấy là như thế. Còn các anh thì các anh suốt ngày thì các anh chỉ có ngồi đứng hô hào mới đi vớ vẩn thế này thì các anh lấy tiền đâu để các anh về Việt Nam? Bản thân các anh cũng còn chưa đủ ăn cơ. Tôi không biết là các anh có khi mấy năm nay các anh còn chưa biết vất vả nó ra sao. Nhưng mà người Việt Nam chúng tôi ấy, rất đơn giản, đi nhà hàng là chuyện bình thường, liên tục. Đấy. Liên tục, đi nhà hàng là chuyện bình thường. Khổ quá anh Siêu, để tôi trả lời cái Vũ Sư Hùng Lân quá, bây giờ thèm tiền quá rồi, anh hiểu không, cho nên không chịu nổi. Tức là hợp đồng là về Việt Nam, thấy chưa, cầm cờ ba que đứng trước cửa bưu điện hoặc là cái phố đi bộ Nguyễn Huệ trong vòng 5 phút, đúng rồi. Tôi sẽ mất 1 triệu đô la. Giờ thèm tiền quá rồi, khổ đấy. Tôi kể đấy, Hùng Lân thì cũng giống cái thằng mà người ta bảo là đến chết vẫn còn tham mà. Tôi kể một câu chuyện hy sinh cả cái mà tính mạng để mà đổi lấy 1 triệu đô la. Rồi. Tôi kể cho một cái thằng ở người Việt Nam, chính ở Việt Nam có câu chuyện này, nó gọi là câu chuyện ngụ ngôn mà, hay là cái câu chuyện gì đấy, có nghĩa là truyền gọi người ta gọi là truyền miệng nhau đấy. Đấy. Là ngày xưa có một cái thằng cha nhà chủ địa trời giàu ơi, lắm. Hương này. Nhưng mà không may bị ngã Hương, sâu. Hương Phạm tôi mời có như là Sơn Tây lên nhiều rồi chứ có phải là không mời đâu. Sơn Tây lên nhiều rồi. Thế là không may anh bị ngã sông, anh hô là ôi nàng nữ ơi ai cứu tôi với. Thế cái thằng một thằng ở trên này thì nó bảo là bây giờ cứu ông lên thì ông trả tôi bao nhiêu tiền. Bảo giá 1 đồng. Bảo 1 đồng thì không làm cứu rồi. Đấy. Thế bảo thêm thế 3 đồng, bảo 3 đồng không làm cứu. Bảo thế bao nhiêu tiền mới cứu, bảo 10 đồng mới cứu, bảo 10 đồng thì đắt quá. Thế rồi bắt đầu chìm nghỉm muốn chết đuối. Đấy, cũng như Hùng Lân này. Thôi thì trước khi chết cầm cái nắm tiền trong tay mà chết. Ờ, cũng sướng. Chết được, đúng rồi. Đấy. Cho nên là sướng, ôm được trong tôi tay này nói rồi. Anh Siêu này, cái rồi, quá ngu của chúng nó ở cái là như này. Cái cuộc sống của con người ta, Thượng Đế đã ban cho chúng mình một cái cuộc sống thì không có cái gì để đổi lại lấy cuộc sống của mình, đúng không? Mà nó chỉ vì coi như là ở bên kia nó khổ quá, nó khốn nạn quá, bây giờ nó rất thèm tiền đấy, đấy, đúng. Mà coi như nó dám coi như về đây nó cầm cái cờ vàng trước cửa bưu điện phố, đấy, nó khổ như thế đấy. Đấy là cuộc sống của canh ba que. Đúng. Còn người Việt Nam chúng tôi thì đúng. Khác, dù nghèo nhưng chúng tôi có tự tôn dân tộc, có cái tự ái dân tộc của mình. Đấy. Bây giờ anh cho tôi 10 triệu đô la chăng nữa thì bảo tôi chỉ cần đút cái lá cờ vàng ở trong túi, tôi không chạm đút, tôi không cầm cầm. Nói cho anh biết là như thế. Đấy là cái lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam chúng tôi. Dù chúng tôi nghèo, có đói, có thể là không đủ ăn, chúng tôi vẫn không thèm. Cái tiền đó, cái tiền là tiền dơ bẩn. Chúng tôi phải hiểu cái tiền nào là tiền dơ bẩn. Còn tiền chúng tôi lao động mà làm ra, đấy mới là đồng tiền, coi như là phải nên trân trọng đồng tiền của nó. Đấy. Còn cái đồng tiền dơ bẩn thì chúng tôi không thèm. Kể cả bây giờ anh bảo chúng cho chúng tôi hàng bao nhiêu tiền đi chăng nữa, bảo chúng tôi phản bội tổ quốc chúng tôi không bao giờ làm. Đấy, đó là đồng tiền dơ bẩn. Đấy, nói cho các anh biết như thế. Người Việt Nam chúng tôi có lòng tự tôn dân tộc. Đấy. Lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam mà không sợ bất một kẻ thù nào. Đấy, không khuất phục trước một bất kể một kẻ thù nào, dù là mạnh đến đâu. Dù cho rằng là Tàu hay là Mỹ thì chúng tôi cũng không bao giờ khuất phục, sẵn sàng chiến đấu với những bọn giặc mà đến đất nước Việt Nam chúng tôi để phá rối cái cuộc sống của nhân dân chúng tôi.
Đấy, tôi nói cho các anh biết là như thế nha. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh, dù không có một đồng nào, chúng tôi cũng sẵn sàng hy sinh, chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước. Đấy, còn như các ông ấy mà thì suốt ngày chỉ sang bên ấy đi để lừa đảo nhau để kiếm tiền. Tôi nói đấy, bây giờ ông này, tôi nói cho Hùng Lân, Hùng Phạm này, thích có tiền mà. Đào Minh Quân có 36.000 tỷ coi như tiền đô la ông phủ chuẩn bị cho Đào Minh cho Hùng Lân. Đấy, 36.000 tỷ đô la nhá, ông phủ giải từ mũi Cà Mau đến đầu món cái. Mà đúng mấy thằng khùng. 36.000 tỷ. Đấy. 36.000 tỷ. Đấy. Chuẩn bị đấy, đúng rồi, Đào Minh Quân nhìn quá đấy. Nếu Hùng Lân muốn tiền đô la cứ sang xin Đào Minh Quân cái 1 triệu đô la chứ mấy triệu đô la nó cho ngay. 36.000 tỷ cơ mà, nhiều lắm. Không có chỗ để mà để. Dám ở câu là 36.000 tỷ đô la thì phải nói thẳng ra là không biết bao nhiêu cái kho để. Tôi nói chỉ cần có 700 tỷ đô la như là nước Mỹ vừa rồi mà người ta tính là Donald Trump xin quốc hội là 700 tỷ đô la để mà rồi. Vào cái quốc phòng đấy thôi. Anh ngắn gọn một tí xíu thôi. Vâng, vâng. Rồi tôi nói một phút nữa thì xuống. Rồi. 700 tỷ đô la này của Donald Trump người ta tính là phải 10 đoàn tàu. Mà mỗi đoàn tàu là 10 toa tàu mới chở hết được 700 tỷ đô la này. Vậy thì 36.000 tỷ của Đào Minh Quân thì để chỗ nào cho nó hết đây. Đấy. Đấy là như thế. Các anh muốn có tiền cứ đi theo Đào Minh Quân. Hùng, tốt nhất là Đào Minh Quân. Hùng Thụy coi như là gửi yêu cầu ấy. Đúng rồi đấy. Không có camera. Rồi thôi thôi, xin chào anh Bằng, mới chào mọi người, tôi xuống nha. Rồi ok, rồi, xin chào Siêu. Ok. Hùng Thụy gửi yêu cầu. Vì là Hùng Thụy không có camera. Hùng Thụy gửi yêu cầu đi. Bấm vào cái nút xanh ấy, bên phải ấy. Không có Hùng Thụy ở đây. Rồi mời Phạm Vi. Bạn mới. Hoa phụ nữ cái nội tạng gì nó đem lên nó thực sự là rất là dơ bẩn. Mình không có thể chấp nhận được. Đó là em nói thật. Đấy là nhiều lúc mình không có muốn nói nhiều, nhưng mà ở đây á, không biết ở trong cái diễn đàn của anh ấy là có, là em nãy giờ em quan sát là em thấy có cái gì A Quy Nguyễn nè, với anh cái anh gì cái gì anh hùng gì đấy, Hùng Phạm. Em nói với anh nè, nếu mà ở Việt Nam á, sau những cái thời mà sau cái cuộc chiến tranh mà sau cái năm 75 đi rồi đi á, thì tất cả những người mà con cháu của chế độ cũ ở đây á, em không có dùng cái từ là cái gì gì đó gọi là quá khứ thì em không muốn nhắc tới nha. Nhưng mà em nói với anh như thế này, sau cái thế giới cũ ấy mà những cái người bạn á, lứa tuổi như em này, sinh những cái năm đầu của năm 80 ấy, những đầu năm 80 ấy, thì trong cái khoảng thời gian là khoảng cỡ chừng là 10 năm tới 15 năm sau ấy, thì người ta về á, cái người mà đi vượt biên hay là đi tị nạn gì đó, đại khái là vượt biên hay tị nạn gì đó là cái ngôn từ của người ta dùng. Em cái đó là cái cách của người ta, em không có nói nhiều, em không có dám diễn đạt nhiều. Đó, tại vì nói tới đó, tại vì trong cái này á, em nói thật đó. Mình nói á là mình sẽ xúc phạm, mình dùng cái từ chung đó nó sẽ xúc phạm tới những cái con người á, họ có cái ý định, cái nguyện vọng của người ta quay về lại với tổ quốc, nên là mình không có dùng cái từ chung đó để mình đi áp dụng hết tất cả đó. Nhưng mà cái đó là cái phần thằng ít, em không có dám nói nhiều nó, nhưng mà cái đó em không có dám dùng chung. Nhưng mà các bạn nghĩ nè, từ năm 1995 á mà đổ về trước á, thì các bạn biết ở nước Nam mình cuộc sống nó như thế nào.
Tại vì bản thân em ở một tỉnh rất nghèo của miền Nam, và ở một cái huyện gọi là nghèo gần như nhất tỉnh của tỉnh cái tỉnh đó. Hồi trước á, tôi nói về nông nghiệp, còn nói về nông nghiệp thì chắc mấy ông kia, mấy ông mà ở chế độ cũ chắc không biết nông nghiệp là gì đâu. Nói thật sự ra tôi nói không phải là tôi chê bai gì mấy ông. Mấy ông bây giờ cứ ở trong ấp, cái người dân làm được bao nhiêu thì mấy ông cứ vô đó, mấy ông ưng lấy gì ông lấy, cái chính quyền của ông thì ông lấy gì ông lấy. Câu tôi không phải nói xạo nói lắp nhưng đó thì chúng ta ra. Nhưng mà mấy ông biết cái ngày trước cái người dân mình ở đây nó khổ như thế nào. Hầu hết tất cả các tỉnh trong Nam này trước năm 95, hầu hết các tỉnh và ở miền quê không có điện để xài nha. Tôi nói như thế là mấy bạn đừng có chối. Những mấy bạn mà sinh năm 80 mấy á, đi qua Mỹ được là phải đi từ năm từ đầu những thập niên 90. Lúc đó mấy bạn khoảng tầm là tôi cho là khoảng có chừng 10 tuổi hoặc là 11 tuổi, thì lúc đó mấy bạn cũng đủ để nhớ được cái ức của tuổi trẻ rồi, của tuổi thơ rồi. Đấy, mấy bạn đừng có phủ nhận chuyện đó. Cái những cái năm đó mấy bạn ở ở quê á, một cái vùng quê như mình như thế được bao nhiêu cái tivi trắng đen 14 inch. Đấy, trong một cái làng như thế là khoảng cỡ 5 70 hộ thì được bao nhiêu trẻ em được tới một cái căn hộ như thế để xem được một cái truyền hình. Đấy, những năm đó mấy bạn đừng có mấy bạn không thể phủ nhận được cái chuyện đó. Mấy bạn rõ ràng mấy bạn sống ở Việt Nam cái thời điểm đó và trong cái giai đoạn đó chắc chắn mấy bạn phải nhớ, mấy bạn không thể phủ nhận được cái đó là cái cuộc sống của mấy bạn ở đó, cái thực tế mấy bạn ở Việt Nam. Nhưng mà tới bây giờ bạn nghĩ xem, hồi trước về nông nghiệp, đợi đợi con xin á, trước về cái trường nông nghiệp ấy nha, một sào ruộng ấy không có được, hồi đó mình chưa có được mọi cái về cái vấn đề mà cơ sở vật chất hay là cái máy móc, mình không có cái phương tiện, mình không có một sào ruộng á, phải đi cuốc một cái làng một cái xã chỉ có được một con trâu đi cày thôi, còn bao nhiêu là dùng sức lao động cả, sức lao động bằng người hết, Rồi. phải cuốc bằng tay. Nếu mà những cái bạn mà nếu mà ở vùng quê mấy bạn nhớ Rồi tôi nói bạn 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 nói ngắn gọn một tí xíu vì một số đó, anh em để chị em em muốn nói ở đây á, là để em nói để về cái rồi mức đúng độ rồi. cuộc sống, thấy không? Các bạn nhớ là từ cái lúc các bạn xài từ cái đập cái bồ lúa cho tới dùng cái máy xúc, nghe không? Đó, mấy bạn phải biết như thế, từ cái học cái đi cấy bắt mạ từng rò đi cấy. Mà bây giờ mấy bạn thấy cái cuộc sống bây giờ ở Việt Nam này sau 20 năm đổi mới, tôi nói trước kia thì tôi không biết, nhưng mà từ cái năm 95 đổ về đây, từ khi mà mở cửa cấm vận thì 25 đổi mới, thì dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Cộng sản này thì dân Việt Nam này rần rần đổi mới một cách nhanh chóng. Em nói thật, ngày xưa tụi em đi học cấp 3 nha, đi học từ xã xuống tới huyện 20 mấy cây số, mà một đi cái xe đạp đâu phải xe đạp như bây giờ toàn xe ráp không, mà đi học một ngày chỉ một một ngày một tuần đi học á, đi xuống đóng cho cái bà ở dưới, bà chủ trọ dưới đó có mấy ngàn với 10 lon gạo thôi. Nhưng mà bây giờ mấy bạn thấy không, trẻ em bây giờ ở Việt Nam nè, đi học sáng là có ăn có uống có sữa có đủ thứ này nọ mọi thứ, là nói chung về vật chất là nó phải so với cái lứa tụi mình là nó phải gấp, là nó không nói không dám gấp ngàn chứ phải gấp trăm lần rồi đấy. Hồi sáng á, đi học cái tuổi trẻ của mình á, nếu mà học cấp 1 bây giờ đi sáng đi học thì hồi đó đi học là thứ thứ năm thứ bảy thứ năm thứ hai thứ ba thứ năm thứ tư thứ năm nghỉ, thứ sáu thứ bảy chủ nhật nghỉ, là học một ngày chỉ một buổi thôi. Mà nếu bạn học buổi sáng thì buổi chiều bạn đi chăn trâu chăn bò, còn nếu mấy bạn đi học buổi chiều thì buổi sáng mấy bạn phải đi chăn chăn bò, bạn về bạn đi học, bạn vào tối bạn mới đi làm, bạn cái tối bạn mới ăn cơm và bạn học, rồi cái bạn học xong bằng ngày bạn đi chăn trâu chăn bò thôi. Tôi nói thật sự mấy bạn ở vùng quê mấy bạn buộc phải bị cái chuyện đó là chuyện rõ ràng đó. Nhưng mà bây giờ tới giờ này cái bạn đi được rồi, bạn tôi đồng ý bạn đi qua được một cái nước là phát triển, có nền kinh tế phát triển, được cái văn hóa cao hơn, được thực sự là tiếp xúc được cái nền văn hóa cao hơn tụi tôi. Nhưng mà cái ý thức của bạn về với quê hương á, bạn tồi lắm.
Mấy bạn không có cái niềm tự hào dân tộc. Mấy bạn đi qua sống được những cái nơi văn hóa hơn, có nền kinh tế cao hơn, phát triển hơn, học tập được những cái mới hơn, cái hơn của người Việt Nam ở sở tại này. Mấy bạn đi qua học xong mà bạn không bao giờ đem lại được cái, mấy bạn đi qua bạn không bao giờ tiếp thu được những cái tốt, cái đẹp, toàn đi ăn, đi lấy những cái ăn mày của quá khứ, những cái cặn, cái tệ nạn của quá khứ trước kia mấy bạn đem về mấy bạn sỉ vả. Còn cái tại vì còn nói về chế độ cũ á, tôi không bận tâm. Tại vì bây giờ tôi nói ra mấy bạn nói ơi, do ông tôi, bà tôi, cha tôi rồi theo cộng sản thì tôi phải nói như thế. Nhưng mà tôi nói với mấy bạn như thế này. Vì lý do tại sao ông tôi, cha tôi là người miền Nam mà phải đi theo cộng sản? Nó phải có cái nguyên nhân cái người miền Nam này mới theo cộng sản chứ. Đúng rồi. Chứ ví dụ tôi nói thẳng luôn, ví dụ như nè, cái chế độ đó ông bà tôi được ưu đãi, được hộ đãi, sống tốt trong chế độ đó, mắc mớ gì ông bà tôi phải đi theo chế độ. Năm 54 phải tập kết ra Bắc, năm tới năm 61, 62 phải đi một lần nữa. Đấy, 54 phải đi tập kết ra Bắc một lần. Đấy, tới năm 61 phải đi thoát ly thêm lần nữa. Tới năm 68 thêm đi một lần nữa. Lý do gì? Tất nhiên là tôi ở đây tôi không nói là cái chuyện là cái chế độ của mấy anh là tốt với ai, xấu với ai, hay là có thể là bất mãn với chế độ đó, tôi không nói. Đúng là tôi cái chuyện đó là ở cái thời đó tôi không biết. Nhưng mà tôi nói với mấy anh như thế này, cái chuyện ở cái xã hội nào nó cũng có bất công, nó cũng có ấy. Nhưng mà mấy anh đi làm, đi đồn, ví dụ như đồn tự do, tự ngôn tử, tự do ngôn luận hay cái gì, với điều kiện mấy anh phải lên cái mạng xã hội như thế này, mình phải dùng ngôn ngữ và từ ngữ làm sao á, ít nhất nó phải tối thiểu nhất nó cũng phải là không kém đến mức độ mà văn hóa kém lắm được, nhưng phải ít nhất phải ở cái mức độ bình dân chứ. Chứ ai mà dùng cái từ ngữ mà thô tục bẩn thỉu như thế mà đi lên trên mạng mà phát tán cho cả thế giới nó nghe, tôi nói nó cũng hay nó. May cái là cái ngôn ngữ Việt này á, là cái ngôn ngữ của Việt Nam mình á, là theo tôi biết á, thì cũng ít có người trên thế giới này người ta sử dụng và người ta am hiểu á. Chứ người ta mà hiểu được mà biết được cái ngôn từ của anh nói và cái nội dung của tụi anh nói như thế thì trời ơi, cái người Việt Nam nào, cái con rồng cháu tiên nào mà có những cái lời lẽ đó, em nói thiệt không bao giờ có. Không có cái con người, không có con rồng cháu tiên nào, không có con cháu vua Hùng hay bà Trưng nào mà có cái ngôn từ mà cái văn hóa nó đốn mạc mà đến mức độ như vậy, không thể chấp nhận được. Em nói thật, nhiều lúc mình bận bực, mình đôi vô nó làm cái cuộc sống á, nó làm cho những cái thế hệ sau này của cái lớp 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 con cháu của tụi nó á, nó bị nhiễm những cái văn hóa bẩn đi. Em nói thật, thì bây giờ ví dụ như ngày xưa ông bà tao bảo cái cây mít là cái cây sồi, thì bây giờ mình phải gọi cái cây đó là cái cây sồi chứ mình đâu gọi là cây mít được. Thì bây giờ nó ở trong cái môi trường như thế, cái anh nó, cha nó, mẹ nó cứ tối ngày cái lên trên mạng, ôi da, cái chi đó, cái lờ, cái lít, cái mặt, cái mũi, cái mông, nó cứ hốt cái dục dục ấy. Thì bây giờ nó ở trong cái nhà đó, nó cứ nghe mãi như thế, thì bây giờ làm sao một con cháu nó lên hình tội được. Rồi, bạn nói ngắn gọn một tí xíu thôi, rất nhiều người ở dưới muốn lên. Mà thời dạ, gian... em biết rồi đó, đó là giờ em nói là, bởi vì em nói như thế là để cho mấy bạn ở hải ngoại, mấy bạn biết. Đấy, mấy bạn đừng bao giờ mà giác cái mác mình là người Việt Kiều hay người này, người kia, cái nọ. Tôi nói thiệt mấy bạn. Mấy bạn sống ở nơi đó, có thể là, tôi nói về mức độ là cuộc sống mấy bạn có thể là cao hơn tôi, bất cứ là mỗi cái này kia đó, nhưng mà mọi thứ mấy bạn có thể hơn tôi được, nhưng mà cái lòng tự trọng của dân tộc mấy bạn không có. Và đặc biệt là về cái văn hóa tối thiểu của con người, cái văn hóa của con người, cái văn hóa mà tối thiểu nhất của loại con người á, mấy bạn không có. Hình như ở nước ngoài á, nó không có học đạo đức. À, như tụi tôi ở đây ở Việt Nam này, tôi nói với anh à, ở tôi ở Việt Nam á, là cấp 1 có đi học đạo đức, và cấp 2 gọi là giáo dục công dân nha.
Còn tụi anh hình như ở nước ngoài hình như không có học đạo đức. À, và lên cấp 2, lên cấp 3 không có học cái giáo dục công dân. À, hình như mấy anh là chỉ có học học cái gì gì đó thôi. Học cái ba cái tội ba cái đồ 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 bẩn đồ dơ thôi.